sáng ngày 27 tháng 8, ghi nhận thực tế tại điểm tập kết trung chuyển hàng hóa ở bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ đã không còn tình trạng ùn ứ phương tiện như những ngày trước. Theo các tài xế chia sẻ, những ngày trước lực lượng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu phải đổi tài xế hoặc sang hàng, còn hôm nay thì không. Theo quan sát, thời gian lực lượng chức năng giải quyết cho một phương tiện được di chuyển chỉ mất tối đa từ 5 đến 10 phút. Hầu hết các tài xế được yêu cầu cung cấp thông tin phương tiện đã đăng ký với Sở Công Thương hay chưa. Nếu đã đăng ký có trong danh sách thì tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ khác như giấy đi đường, mã QR, giấy test. Nếu phương tiện nào chưa đăng ký với Sở Công Thương thành phố thì lực lượng làm nhiệm vụ mời di chuyển sang nơi đậu đỗ được bố trí để liên lạc về cơ sở bổ sung. Em đi Đại Ngãi Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng em giao hàng mà phải quay đầu lại đây có giấy khai báo rồi mới đi được. Dạ lưới 70 à. Yêu cầu là có cái giấy khai báo y tế rồi mới có đi được. Có yêu cầu anh đổi tài hay là sang xe vậy hay? Dạ không. Tôi hầu như là bên đây Cần Thơ ngày nào cũng qua, nhưng mà 3 ngày là từ ngày 23 đến 26 là tôi là không vô được Cần Thơ. Bắt đầu từ trưa ngày hôm qua là mấy anh hội họp bên đây Cần Thơ đã cho là bên ngành ga tôi được giao con nhận Cần Thơ, vô Cần Thơ. Nhưng mà phải có giấy tờ đâu đó đàng hoàng thì mấy anh cho vô. Hiện bây giờ tôi đang đăng ký tôi chưa biết nữa, nhưng mà có thông tin là mấy anh là cho từ trưa ngày hôm qua là sẽ cho xe vận chuyển ra là vô thành phố Cần Thơ. Với điều kiện là phải có giấy test nhanh. Cái thứ hai nữa phải có hóa đơn của nơi mình đăng ký đi vô. Cái thứ hai nữa là có giấy đi đường cam kết là đủ. Đó, bên em bên đây hiện giờ mấy anh em bên đây quý đây không có làm gì khó khăn cho mình. Chỉ cần là mình có tờ giấy khai báo đi đường vậy là được. Đi đường có giấy test. Có giấy test là mình phải có. Nghĩa là không có đổi tài phải không? Dạ không, đổi tài. Trước đó trong báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định việc đăng ký trước với Sở Công Thương thành phố không phải là thủ tục xin phép giấy phép con. Đây là hình thức thông tin của doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng thành phố nắm và tạo điều kiện giao nhận hàng hóa thuận lợi. Trong báo cáo này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Thủ tướng cho địa phương tiếp tục thực hiện theo công văn số 3438 của Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành ngày 21 tháng 8. Đó là phương tiện từ nơi khác đến thành phố giao nhận hàng hóa phải đăng ký trước với Sở Công Thương thành phố. Đồng thời tất cả các phương tiện giao nhận hàng đều phải tập trung giao nhận tại các điểm tập kết do thành phố quy định. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.